Bơi, bơi, bơi. Con mướn. Thế gì đây? Chỉ xuống. Chỉ xuống. Chỉ xuống. Con bơi. Con mướn. Con mướn. Cái gì đây? Cái gì? Anh xa nhớ anh có khỏe không? Ôi, tôi nhắc luôn này, tôi nhắc luôn này. Tôi nhắc luôn nè. Có Bích Phương, của Bích Phương không? À, hình như vậy, không biết. Hình như vậy hả? Hình như vậy, không biết. Hình như vậy, hình như vậy. Ừ, đúng rồi đó cậu. Rồi, hố sâu. Hố đen của game rồi. Đây là 1, 2, 3. À. Con. Con viết. No. Con viết, con viết xuân đẹp. Cái gì vậy? Nói được hả? Thầy đó. Thầy. 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 Nè. Thầy. 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 Qua đi, qua đi. Đâu? Đâu qua, qua, qua. Tê. Qua. Ừ. Tê. Tê. Hát. 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 Ây. Thầy. Thầy. Bỏ qua. Bỏ qua. Chữ Y. Bỏ qua. Chữ Y. Ok. Chữ Y. Bỏ qua. Con không xinh, con không xinh, con không đa tình. Con chim bay. Con vịt đập hai cái cánh. No. Bơi, bơi, bơi. Con mướn. Thế gì đây? Chỉ xuống. Chỉ xuống. Chỉ xuống bơi. Cái gì đây? Cái gì? Con chim. Phải chỉ bên kia chứ. Con mướn. Con mướn. Con mướn. Con công. Con đây nè. Chỉ bên kia. Ồ. Con kia kìa, con kia kìa. Con bướm. Con bướm. Rồi con muốn xin. Con bướm xin. Xin. Con bướm xin. Hai. Ok, tiếp theo. Lấy. Lấy rồi đi. Phụ huynh. Họp. Trời ơi. Phụ huynh. Họp phụ huynh. Họp. Phụ huynh. Họp. Phụ huynh. Phụ huynh. Đánh nhau. Áp lực ghê. Đúng là vô chi. Vô chi mà. Họp. 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 Họp đi. Họp đi. Họp. Họp phụ huynh. Vô phu. Phụ huynh. Phụ huynh. Vô phu quá đi. Bán đi khó khiến. Bán đúng không? Bán đúng không? Bỏ thế. Mụn cốc. Mụn cốc á. Mụn cốc. Mụn. Môi. Mụn. 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 Môi. Mụn. 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 Dâu 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 dâu. Đặt mụn, đặt mụn. Không, mụn thôi, mụn thôi. Mụn, mụn, mụn. Không, mụn. Mụn, mụn ếch. À, mụn cốc. Mụn cốc. Mụn cốc. Mụn ếch. Mụn ếch là mụn gì? Mụn cốc. Ok. Đánh đòn. Đánh đòn. Bốn mông. Đánh đòn, tét nít. Phạt, phạt. Đánh. No. Đánh. Đánh, đánh, đánh. Đánh, đánh, đánh. Đánh đòn. Đánh đòn. Đánh đòn. Đánh đòn. Đánh nhau. Đánh đòn. Chữ đòn sao đánh nhau ta? Đánh gì nhờ? Đánh nhau. Cái đó mới gắn. Cái đó mới gắn ông nội. Đánh đòn. Đòn. Đánh đòn. Tét. Đánh mông. Con chồng vô chi gia đình bất hạnh. Đánh đít. Không đánh đòn. Đòn. Đặt đòn. Đòn. Ủa vì hình nghiệp mắt chứ không có dùng từ đòn hả? Đòn đánh. Đánh mông. Đánh mông. Đánh mông. Qua qua qua. Qua. Từ khác đi. Đánh. À.
cả nhà đứng nhau. Đòn đứng nhau. Nè, ok, đánh đi, đánh đi, đánh đánh này, cả nhà. Ơi gia đình hạnh phúc. Gần cả nhà. Ba đứa khùng, ba đứa khùng. Tiếp. Cả nhà thương. Bốn đứa. Cả nhà. Cậu Trần nó như nhẩm cái gì bậy vậy? Cả nhà, cả cược. Cả nhà thương. Cả nhà thương nhau. Gà người ta tạo cho phải gieo mấy nhà này. Ok, bây giờ tôi giỏi, cảm ơn. Thương. Bánh mi tặng này. Thì rớt. Thì rớt. Rớt. Ok. Chép bài. Không, nè. Được rồi. Vô chuyện xong rồi. Hết giờ. Nộp bài. Xong rồi. Thì rớt. Em không là nàng. Nàng thơ. Thì nó nàng dừng lại rồi. Phải để cho hát hết. Ok. Nàng thơ của Hoàng Dũng. Gì? Đây là gì ta? Qua không biết thì qua. Qua. Trời. Quá. What? Ông bài nào mình biết gì? Gì ta? Amy. À. Sương mờ che khuất đồi. Hey. Sương mờ che khuất đồi. Gì nữa gì? Đêm nào em cũng nằm. No. Đêm nào em cũng ngồi đúng không? Đúng rồi. Của Amy đúng không? Bài của Amy. Lúc xa anh thì em mới vui. Bài này là. Không được thì qua. Qua. Ok. Tại sao bạn không nhớ bài hát của idol tôi vậy? Trời. Gì? Gì ta? Chơi vơi. Yếu quá bạn này, yếu quá bạn. Hát thôi, không. Chơi vơi. Có muốn đổi không? Đổi. Đổi nha, không, đứng đây đi, để mình tự chạy qua. Bài dễ luôn á, tập bài dễ luôn á. Không biết đúng không? Bác đi ra cho mình tập bài gì không ạ? Cái này thua chắc rồi. Không biết luôn đúng không? Qua. Trời ơi. Qua. Không cần nhìn luôn. Qua luôn à? Chết rồi. Qua luôn. Ca sĩ để chết rồi. Lại. Không thuộc bài nào vậy? Anh xa nhớ anh có khỏe không? Trời ơi, ca sĩ ơi. Tôi nhắc luôn nè. Còn Bích Phương không? Hình như vậy không biết. Hình như vậy. Ừ đúng rồi đó cậu. Rồi, hố sâu. Hố đen của game rồi.